Ok, xin chào tất cả anh em nha. Làm clip là để soi tất cả thông tin về ảnh của clip đối với game môn. Đầu tiên anh em có con của anh clip nè. Ai bị hoài luôn, vừa đồ anh con đây. What the fuck. Con đừng vắng một mình ta. Anh em nhìn tên nè. Đừng chết em nha. Đó, anh em vô con của anh clip về tìm tên của anh về tìm bật nhạc what ok đừng giúp em nha em không có gì hết không được đây đầu tiên anh em phải cắt ra anh em rồi từ giờ cắt đã đi ok đây ra nha để ảnh là thứ cái gì đó mà con mặc một mình tự thấy mặc nó là đối tượng thì thấy các bạn wow đây hai chậu mua rác của ảnh lắm đấy. Ký 100 thông số đáng hạn của ảnh là 71 này số trận là 107 thắng 70 tỷ lệ thắng 71% đấu theo 142 tỷ lệ thắng 62.7 wow đấu bộ 4 trận và tỷ lệ thắng là 75% đấu solo 71 trận và tỷ lệ thắng 77.5% wow đây và ước thích của anh là chơi thích lượng chơi lựa bố 160 trận tỷ lệ thắng 77.5% không thể tin được rồi trận lăn heo này tỷ lệ thắng 69.5 chơi 59 trận đây anh chơi rất là nhiều còn mua cả tới 23 con tướng wow được có đúng một la gì à? Không ai like cho anh hết đây hạn cao nhất mùa trước của kim cương luôn này kim cương 5 bây giờ mùa này chắc lười đã không đánh lười đánh nên tưởng là 3 rồi rồi ra đây chứ đây đây mình nhá không có gì nhỉ đây tượng tướng 28 trang phục và lực chiến đấu của anh ta sẽ là wow các anh em đã thấy gì chưa đó anh em đã thấy gì chưa đừng đùa nhá rồi vào đây chạy đến tới ngọc của anh ta ngọc của anh ta rất là nhiều tới lận bảy bạn ngọc bật cơ anh ta khá là giàu và mình sẽ tới tướng nha. Wow, ai ri luôn kìa anh em. Giàu chưa anh em? Đó, về quân huy hiện tại của anh ta là 284. Số ruby hiện tại là 829. Vàng hiện tại là 24.957. Ok. Và video mình cũng video của anh ta cũng xin được kết thúc tại đây. Anh em nào cảm thấy hay thì hãy like và share để mình sẽ tìm thêm những YouTuber nổi tiếng khác để mình làm clip cho anh em soi thông tin về Arc Liên Quân của YouTuber đó nha.
Ok, rất mong anh em ủng hộ mình. Bye.